hiểu tại sao em nói lại hai sản như vậy. Với một chiếc hộp của phiên bản OG vẫn không có gì nhiều quá là khác biệt so với những phiên bản khác, thì ở đây mình sẽ có một đôi size 42 8.5 US. Code của em này sẽ là code DV1748601. Và cũng như những video mình đã từng review thì những phiên bản mà có code DV của Air Jordan là thường là những phiên bản có những cái chi tiết rất là đặc biệt. Và với một cái hộp mà không có quá nhiều điều để nói này thì mình sẽ bỏ qua em nói luôn, chắc là vứt qua một bên. Với một cái phiên bản Air Jordan 1 với cái tông màu là Chicago, anh em đã quá là quen thuộc rồi. Thế nhưng ở phiên bản Jordan 1 Spider-Man Across the Spider-Verse lần này, chúng ta sẽ có rất là nhiều chất liệu ở trên cái phần upper của em đó. Này, da lộn này, hai này, cái này mình không rõ nó là cái gì, nhưng nó một cái chất liệu da mà rất là sờn, giống trên một số đôi giày da của các chú. Ba này, phần này là phần vải. 4 này, da bóng này. Và 5, da premium bình thường. Nhưng cái da ở phần toe box này của đôi giày này thì nó không được mềm như những cái phiên bản Jordan 1 OG khác đâu nhá, anh em lưu ý. Mới đầu khi mình nhìn cái phiên bản Air Jordan 1 Spider-Man V2 này trên mạng thì mình có phần nào đấy hơi là thất vọng, mình thực sự là có phần thất vọng. Bởi vì là nhìn nó có hơi hướng, nó một phần nào đấy hơi trẻ con, nó không hợp, nó có phần nào đấy nó không được đẹp như cái phiên bản V1. Chính vì thế nên là mình đã không có ý định là không cóp em đó. Thế nhưng sau khi xem bộ phim xong thì mình mới hiểu lý do tại sao mà em nó lại có cái phần thiết kế nó lạ và nó kỳ đến như vậy. Bởi vì như anh em đã biết hoặc anh em nào đã xem phim rồi thì cái bộ phim lần này là kể về một đa vũ trụ, nó rất là nhiều vũ trụ khác nhau. Chính vì vậy thì mình nghĩ cái phần upper với rất nhiều chất liệu khác nhau như thế này trên đôi giày thì cũng để liên tưởng cũng như là gọi là tượng trưng cho những cái đa vũ trụ đó. Và như anh em đã thấy mình đếm lúc nãy thì có tới 5 chất liệu khác nhau ở trên phần upper của đôi giày. Và tất nhiên là nó cũng được phối một cách rất là hài hòa. Thì mình sẽ kể cho anh em cái gọi là cái lịch sử giá của em này, nó cũng rất là kỳ. Em này thì được ra mắt vào ngày 20 tháng 5 là chính thức ra mắt. Còn bộ phim Spider-Man Across the Spider-Verse thì là mùng 1 tháng 6 mới ra mắt cơ. Thế nên là em này đầu tiên ngày 20 tháng 5 ra mắt, trước đấy thì có rất là nhiều những cái seller họ đã bán những cái phiên bản này gọi là leak rồi, thì được bán với mức giá đâu đấy 700-800 đô cơ. Ở bên Mỹ được bán với giá 700 đô và vẫn có những người cóp. Thực sự là vẫn có những người cóp vì đơn giản ở phiên bản V1 nó đã quá đắt và nó đã quá là hot. Đâu đấy 2-3 nghìn đô thì anh em cũng nghĩ là cái phiên bản V2 này nó phải hot như V1. Thì bây giờ 700 đô là vẫn hời. Thế nhưng khi nó ra một phát vào 20 tháng 5, sub drop mức giá thực sự tụt một phát luôn. Đâu đấy chỉ còn giá retail 200 đô thì có những nơi họ bán 180, 190, 200 cũng có. Và nó quá rẻ nên là mọi người cũng mua ngay. Thế nhưng sau khi mà bộ phim được ra mắt vào ngày 1 tháng 6 thì em nó lại tiếp tục tăng giá. Thì hiện tại đâu đấy em nó bạn phải mua thì phải bạn trả một mức giá khoảng 260, 270 hoặc phải đến 300 đô thì mới sở hữu được một em. Nói qua về mặt phần giá là như vậy. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại vào đôi giày. Thì ở trên cái dấu Scoot với một cái chất liệu da bóng lần này của phiên bản Spider-Man, nó lại có một cái điểm rất là hay và rất là nổi bật mà mình cực kỳ thích, đó chính là không chỉ nó là bóng màu đen bình thường mà nó lại có những cái gọi là ánh kiểu dạng cầu vồng. Khi mà anh em nhìn để ý kỹ thì để dưới ánh sáng nó sẽ có những cái ánh cầu vồng ở trên cái phần da bóng của đôi giày. Và thực sự nó làm mình liên tưởng rất là nhiều đến cái bộ phim khi mình xem. Và có phần nào đấy cái hình ảnh của bộ phim nó cũng hơi khó xem, nó cũng giống như cái cách những cái chất liệu này vậy. Thế tuy nhiên thì có một cái điểm mình không thích ở trên cái đôi giày lần này, đó chính là cái phần ở phần cổ giày như này. Thì cái phần chất liệu này nó có một cái cảm giác là nếu mà Nike thay thế nó bằng một cái da khác thì có lẽ là nó sẽ đẹp hơn. Hay đơn cử là da lộn đi, bởi vì mình rất là thích da lộn. Cái phần da lộn nó lại chỉ có một tí ở đây. Ước gì ở đây cũng là da lộn thì mình sẽ rất là yêu em nó luôn, thay vì những cái chi tiết có phần hơi kít như này. Và cả ở phần lace lock này nữa. Thực sự mình không thích cái chất liệu này cho lắm. Tuy nhiên thì ở bên trái này thì cái phần này nhìn lỗ lỗ chấm chấm giống như trên xui của Spider-Man thì cũng được. Ngoài ra thì ở phần lưỡi gà lần này của đôi giày cũng được làm một chi tiết khá là đặc biệt. Mình nghĩ là nhiều anh em thì không để ý đâu, nhưng một cái phiên bản Air Jordan 1 bình thường thì thường cái phần gọi là cái tác lưỡi gà này nó sẽ được may từ đằng trước này ra cả đằng sau. Thế nhưng ở trên phiên bản lần này thì nó không hề có cái tác lưỡi gà ở mặt sau mà nó chỉ có ở mặt trước như này thôi. Và cái lưỡi gà của phiên bản lần này mình cũng cảm giác nó rất là cao nha anh em nhé. Nó cực kỳ cao so với một phiên bản bình thường thì phải. Khi mình đi vào thì cảm giác chân đâu đấy nó cũng hơi gọi là hơi gượng gượng. Không biết là có phải nó cao hơn thật không, nhưng mà đúng là sờ thì thấy nó cũng dày dặn hơn rất là nhiều. Chất liệu thì mình nghĩ là vẫn thế thôi. Bên cạnh đấy thì một điểm nhấn nữa của cái phiên bản Spider-Man lần này đó chắc chắn sẽ vẫn là phần đế. Như anh em đã biết ở phần V1 thì nó cũng được trang bị một cái bộ đế IC rất là đẹp rồi.
Thế nhưng ở vừa hai này với một bộ đề axit đỏ thì đâu đấy nó sẽ mọi người có những người sẽ thích hơn, và bộ đề axit đỏ này thì có những cái cũng có điểm rất là đặc biệt là nó sẽ phát sát sáng ở trong bóng tối khi mà anh em gọi là hấp thụ đủ ánh sáng. Nhiều anh em khi bỏ một số tiền rất là lớn ra để mua đôi giày này về thì lại có một thắc mắc, đó là tại sao cái đế của mình nó lại không phát sáng như ở trên mạng. Thì thực tế ra là anh em chỉ cần để cái bộ đế này ở ngoài nắng đâu đấy khoảng 2 phút thôi, là sau đấy nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng, và khi anh em để vào trong bóng tối thì cái bộ đế IC này của mình nó sẽ phản quang. Hoặc đơn giản là anh em không tiếc giày thì có thể đi em nó cả một ngày dài bên ngoài thì buổi tối về nó sẽ phát sáng trong bóng tối, thế nên anh em không phải lo nhé. Và anh em lưu ý một điều là phiên bản lần này không có XLA, thế nên anh em nào mà mua phiên bản này mà seller lại bán cho anh em có XLA thì anh em cũng nên để ý. Mà nếu anh em yêu thích những video mình làm thì có thể cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ mình có thêm động lực làm những video lần sau. Còn anh em nghĩ sao về phiên bản cũng như là bộ phim lần này của nhà Marvel thì hãy cho mình biết ở dưới phần comment. Chúc anh em mặc đẹp.